Sáng ngày 19 tháng 6, lễ giỗ lần thứ 188 của Đức Tả Quân Lê Văn Việt được tổ chức trang trọng tại di tích lịch sử văn hóa Lê Văn Việt, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Lăng Lê Văn Việt xin trân trọng chào đón các ban quý tế của hội dân đền chùa miếu và bá tánh nhân dân gần xa về dự lễ giỗ lần thứ 188 của Đức Văn Sang Trưởng Tá Quân Lê Văn Việt, Tổng tướng Gia Định Thành. Lễ giỗ được tổ chức trong 3 ngày vào ngày 29 tháng 7, mùng 1 và mùng 2 tháng 8 năm Canh Tý, nhằm ngày 16, 17 và 18 tháng 9 năm 2020 tại di tích lịch sử văn hóa Lăng Lê Văn Việt, số 1 đường Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách. Lễ giỗ lần thứ 188 của Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Việt diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9, nhằm ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 âm lịch. Ban quý tế Lăng Đức Thượng Công xin được hân hoan chào đón tập thể giáo viên cùng các em học sinh trường Tô Vĩnh Diện. Lễ giỗ diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nghi thức mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như lễ cúng tiên thường, lễ cúng chánh giỗ theo nghi thức tế lễ tiểu cung đình triều Nguyễn, lễ xây chầu, hát bội. Trong những ngày giỗ, người dân cũng có thể đến chiêm bái thắp hương tưởng nhớ Đức Tả Quân Lê Văn Việt. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các ban ngành hậu vệ của Tả Quân Lê Văn Việt và đông đảo người dân đã đến tham dự.
Dịp này, đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, Cảnh Lăng cũng được đổi tên thành Lê Văn Việt. Cũng trong sáng nay, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu có chiều dài 947m thành đường Lê Văn Việt như tên trước kia của đoạn đường này. Việc đổi tên con đường cạnh di tích lịch sử văn hóa Lăng Lê Văn Việt mang tên ông có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của người dân trong khu vực